Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Game Hay Thế Giới. Ngày hôm nay, mình sẽ làm một con quái vật đến từ ngoài không gian tối tăm nhưng lại có hình dạng Godzilla. Vâng, mình sẽ là Space Godzilla. Câu chuyện được bắt đầu tại một nơi xa thẳm cách trái đất của chúng ta hàng trăm năm ánh sáng. Bóng dưng có một hố đen xuất hiện. Nó nuốt tất cả những hành tinh mà nó đi qua. Nhưng rồi cho đến một hôm, đột nhiên hố đen này nó đã nổ tan tành và phóng ra một lượng vật chất bay tứ tung khắp mọi phương hướng. Lúc này một mảnh pha lê khá là lớn đã bay vào hệ mặt trời và đâm chính diện vào trái đất của chúng ta. Không giống như những mảnh pha lê bình thường khác chỉ là vật chết, thì cái mảnh pha lê rơi từ ngoài không gian, tức là bản thân của tôi ngày hôm nay, là một con quái vật biết di chuyển, biết động não. Và khi tôi đến trái đất, tôi đã nhìn thấy rất nhiều sinh vật ở đây đang tồn tại. Thế là tôi cũng đã bắt đầu suy nghĩ và đưa ra một âm mưu rất là ghê gớm. Tôi cũng nhanh chóng đi bắt những sinh vật khác, xé xác bọn chúng để ăn hút nguồn ADN trong cơ thể của bọn chúng, để tích hợp và sau đó phát triển cơ thể của mình. Tôi mong muốn trở thành một con quái vật pha lê khổng lồ. Thì lúc đó tôi sẽ có thể thống trị cả cái hành tinh trái đất này. Và rồi tôi sẽ trở thành vua chúa tại đây. Lúc đó tôi sẽ mời tất cả những em quái vật pha lê đến từ ngoài không gian tới đây chơi, mở tiệc tùng. Và thậm chí tôi sẽ lấy 100.000 con vợ quái vật pha lê về đây ở cho nó vui. Được. Hào hán. Quay trở lại cái công cuộc săn tìm ADN cấp cao tại trái đất này, tôi cũng đã tấn công rất là nhiều sinh vật sống trên đồng cỏ, dưới biển và thậm chí trong rừng. Nhưng mà dường như lũ sinh vật này chỉ là những động vật cấp thấp mà thôi. Bọn chúng chỉ biết ăn ngủ rồi ỉ, chứ chẳng biết suy nghĩ gì. Nhưng sau một hồi săn lùng thì tôi đã đụng độ tới những sinh vật cấp cao hơn. Tôi cảm nhận bọn chúng rất là thông minh. Vừa nhìn thấy nét đẹp trai của tôi thì bọn chúng cũng đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Vừa chạy, bọn chúng vừa la lớn, bảo tôi là yêu râu xanh, biến thái ghê sờm, con gái đàn bà đực rửa bê đê gì tôi cũng không tha đâu, mau chạy đi. Ôi trời đất quỷ thần ơi. Và tôi nhận ra những sinh vật đó không ai khác chính là con người. Thế là tôi cũng nhanh chóng bắt lấy những tên con người tại khu rừng này, hấp thụ bọn chúng, phân tích ADN và biến cơ thể của mình cho nó giống như những tên con người này. Sau một hồi phân tích, tôi cũng đã đưa ra kết quả cho một cơ thể mới. Cơ thể của tôi có vẻ như to lớn hơn. Người của tôi vẫn là một lớp da pha lê trắng tuyết, nhưng hình dạng có tay, có chân, có đầu, và đặc biệt là phải có trái ớt để có thể đi vệ sinh được chứ. Chứ ăn mà không đi ra thì một thời gian chết làm sao. Được rồi, tôi sẽ nhanh chóng đi lục tìm khắp bề mặt trái đất này để tìm những sinh vật khác mạnh hơn, lấy ADN của bọn chúng, phân tích và cải thiện cơ thể của mình. Sau một hồi di chuyển, tôi đã đi vào một cái làng mạc có rất là nhiều nhà cửa, ruộng vườn của con người. Tôi cũng đã bắt những tên con người tầm thường này, nhưng mà dường như ADN của bọn chúng chỉ giống như những kẻ mà tôi vừa mới hấp thụ lúc nãy mà thôi. Tôi cũng đã tra khảo bọn chúng, hỏi rằng những con quái vật mạnh nhất tại nơi đây là con nào, ở đâu. Nhưng mà cái lũ con người ở đây chỉ biết là khóc hát, thậm chí còn ỉ luôn trong quần nữa. Ôi thúi ơi là thúi. Tôi lại tiếp tục lục tìm. Và rồi tôi đã gặp được một băng nhóm con người. Lũ này khi nhìn thấy tôi, bọn chúng trợn mắt mà không sợ như cái lũ kia. Thậm chí bọn chúng còn sử dụng vũ khí trên tay của bọn chúng để tấn công vào người của tôi nữa. Tôi thấy lũ này thật là khác thường, liền bay tới tấn công để lấy ADN của cái lũ này. Nhưng mà tôi cảm nhận lũ này cũng chỉ là những tên con người bình thường thôi. Và sau đó tôi đã bắt một tên, tra khảo hắn, bảo rằng nơi đây quái vật mạnh nhất ở đâu. Thì lúc này một trong số bọn chúng cũng la lớn, làm ơn tha mạng cho chúng tôi đi. Chúng tôi là đực rửa, đừng có làm hại đời trai của chúng tôi. Quái vật mạnh nhất ở trên núi đó, hãy lên trên núi đi. Nghe thấy thế, tôi cũng không thèm đụng tới những tên con người tầm thường này nữa, mà phải tập trung leo lên trên núi để đi tìm ADN của sinh vật mạnh nhất tại trái đất. Tôi di chuyển chưa được bao lâu, vừa mới tới sườn núi mà thôi, thì từ trên đỉnh núi đã xuất hiện một sinh vật trông thật là lạ lùng. Nửa người, nửa thằn lằn, và đặc biệt bọn chúng rất là hôi nách.
Khi thấy có một kẻ lạ mặt như tôi tiến vào lãnh địa thì cái sinh vật người thằng làng kia muốn xé xác, muốn giết chết tôi, ăn tươi, nuốt sống. Nhưng mà hắn không hề biết rằng tôi không phải là người bình thường. Thế là tôi và hắn cũng đã chạm mặt với nhau. Sức mạnh của hắn cũng tương đương như tôi, nhưng nhờ cái cơ thể pha lê vô cùng rắn chắc, tôi cũng đã giả cho hắn một phát, hắn líu lò và gục ngay tại chỗ. Thế rồi tôi cũng đã định tiến lại gần và bắt đầu ăn thịt để phân tích ADN và thu thập để biến hóa cơ thể của mình. Thì đột nhiên một sinh vật người thằng lằn khác lại xuất hiện tấn công tôi. Và nó nói rằng đừng có đụng tới bé thằng lằn thụ của nó, nó là thằng lằn công, nó sẽ giết tôi. Nhưng mà nó cũng kết cục giống như con thằng lằn trước, bị tôi cho một cú chỏ nằm ngay tại chỗ. Thế là tôi cũng đã tiến tới con thằng lằn này và rồi ăn thịt nó để phân tích ADN nâng cấp cơ thể của mình. Sau một hồi tổng hợp và cuối cùng tôi cũng đã đưa ra kết quả cho hình dạng mới. Một con thằng lằn người đầy pha lê với những cái lớp sừng vô cùng rắn chắc. Đột nhiên nhờ linh cảm của loài thằn lằn, tôi cảm nhận được có một luồng sức mạnh và có những con quái vật vô cùng khủng khiếp đang nằm ở phía biển. Nơi đó những vùng đảo, những con quái vật sinh đẻ hàng năm. Thế là tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, liền tiến thẳng ra phía bờ biển để chi tìm những sinh vật khủng khiếp nhất tại hành tinh này. Và cái linh cảm của loài thằn lằn mà tôi cũng đã phân tích và sở hữu được cũng đã giúp tôi phát hiện được một cái ổ trứng khổng lồ, không biết là của loài nào nữa, nhưng chắc chắn sẽ là của những sinh vật không tầm thường. Thế là tôi cũng đã tiến lại gần và ăn những cái trứng này để tiếp tục thu thập ADN và phân tích để giúp cơ thể của mình phát triển thêm. Bỗng dưng tôi cảm nhận được, ôi trời đất ơi, những cái trứng này ngon quá đi, đem về chiên ấp la hoặc là làm trứng hột vịt lộn thì tuyệt vời cú mèo. Bỗng dưng ở đầu một giọng nói gầm gừ của một sinh vật nào đó phát ra. Chó tiệt, cái con kia mày dám ăn trứng của bà, mày có biết bà phải ngủ với bao nhiêu thằng mới đẻ được cái đống trứng này không? Thôi toàn rồi các bạn à, tôi đã vô tình ăn vào trứng của một con Godzilla lửa cái. Thôi lần này chắc tôi đi gặp ông bà quá. Nhưng mà khoan, con Godzilla cái lửa này không lẽ là sinh vật mạnh nhất tại trái đất này hay sao? Tôi chưa chết được, tôi cần phải ăn thịt nó, phân tích và lấy ADN của nó. Và một điều may mắn cũng đã diễn ra, con Godzilla cái không may trượt chân. Tôi chớp lấy cơ hội cắn vào bụng của nó khiến cho nó ngã gục. Thế là tôi cũng nhanh chóng bay tới, ăn thịt nó và bắt đầu thu thập ADN. Hả? Cái thứ gì vậy? Cơ thể của tôi bự hơn gấp 2 lần. Lúc này từ phía sau lưng tôi đã thấy được những cái sừng pha lê mọc ra rất là nhiều. Mọi thứ trở nên vô cùng trắng xóa và gai góc. À, còn phía trước hình như là hình dạng của một con Godzilla. Vâng, không lẽ tôi đã trở thành một sinh vật mạnh nhất tại trái đất này hay sao? Chưa kịp nói dứt câu thì đột nhiên phía sau lưng của tôi xuất hiện một con Godzilla còn kinh khủng khiếp hơn, to hơn tôi gấp mấy lần. Con thằng lằn pha lê chết tiệt, mày dám giết hồ nhí của tao à? Mày có biết tao phải trốn vợ tao, to tí tú tí với bồ nhí của tao mới đẻ ra một đống trứng kia không? Vậy mà mày tới phá tan cái ổ của bồ nhí tao rồi giết chết bồ nhí tao. Bây giờ tao sẽ xé mày thành tan xác. Ôi trời đất quỷ thần ơi, không lẽ kia mới là sinh vật mạnh nhất tại hành tinh này hay sao? Trông nó thật là đẹp và ngầu quá đi. Được rồi, tôi phải cố gắng đánh bại nó và thu thập ADN của nó. Nhưng mà khoan, chuyện đó khó khả thi quá. Chỉ cần lấy một mảnh trên cơ thể của nó thôi, tôi có thể phân tích và tạo thành cơ thể mới rồi. Sau bao nhiêu cố gắng, tôi cũng đã cầm vào được cái đuôi của nó, ném nó đi thật xa và giật được một cái vây phóng xạ trên người của nó. Lúc này tôi cũng nhanh chóng chạy ra một góc và bắt đầu phân tích tổng hợp ADN. Yeah, tuyệt vời con cú mèo các bạn ơi. Lúc này tôi đã chính thức trở thành một con Godzilla, chính xác hơn là Godzilla không gian, Space Godzilla. Đến lúc rồi tôi sẽ tranh giành vị trí vua quái vật với cái con Godzilla kia để trở thành loài mạnh nhất tại hành tinh này. Thế là tôi và con Godzilla màu xanh dương này cũng đã lao vào nhau. Nó tát tôi một cái, tôi giả nó lại một phát. Nó tọng cho tôi một đấm, tôi cứu cho nó một cái thiệt đau.
Nó phóng hơi nguyên tử vào miệng của tôi, làm cho hàng tiện đạo của tôi rụng sạch. Tôi đá một phát cho nó tiệt tử tiệt tôn luôn. Cuộc chiến diễn ra rất là nhiều ngày giờ và đến lúc cũng đã kết thúc. Tôi bắt đầu sử dụng bơm ánh sáng kích hoạt cho cơ thể của mình và sức mạnh của tôi vượt bậc hơn cái con Godzilla đến từ trái đất này. Tôi bắt đầu hủy diệt nó. Tiếng khóc, tiếng la của nó trong đau đớn. Nhưng mà đây là quy luật tự nhiên, không có chuyện đúng và chuyện sai, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu mà thôi. Nhưng mà đây là thế giới của sinh vật tàn khốc mà thôi, còn thế giới của con người thì khác. Tôi đã trở thành quái vật mạnh nhất. Đến lúc rồi, tôi sẽ chuẩn bị mở tiệc, mời tất cả những quái vật pha lê cái khác đến đây vui chơi. Vâng, đó là toàn bộ nội dung giải trí ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.